Nước nóng đây nha mọi người nhá. Part 1. Part 2. Part 2 nha. Nóng lắm đấy. Cú chập lời nữa không gì nữa. Cưng của mình đang cưng của mình đang tắm đấy nha. Con gái vợ có nóng không đấy vợ ơi, hả, nóng không? Cút thôi rồi, vợ bảo nóng lắm đấy nha. Bao nhiêu độ đấy? Tầm khoảng trâu chỗ độ C đấy nè, 60 đến 70 độ C nha. Rất nóng nha. Một tí sẽ úp mì tôm ăn nha mọi người nha. Nát tè, nát tè ua nhát chung à. Ờ, xé rồi con à. Con à. Con lực chung à. Ăn lên, múa đi. Muốn nóng ấy. Được rồi ạ. Thì tôi đang ấy. Để đây cho em gái nha. À. Cô trình thuật bất tư vô lò. Đó là cái nhà mà họ làm vào mùa đông, có thể thay quần áo các kiểu vệ sinh bên trong nha. Thật sự là đất tự nhiên nên bây giờ người ta lại vào. Sợ ngã mọi người, sợ lắm, sợ ngã quá. Lo hả? Lo hả? Lo hả nào? Lo cái, lo cái. Cúp, bỏ xin tôi đa gì cúp. Ơi, chào mọi người nhé, nóng lắm. Ơi, cúp không vào được bên trong luôn. Quá nóng luôn. Không mang quần này, mặc quần của vợ này. Chứng gà thì tôi cùng nó thả quần để luôn. Nhưng cái gì chứng gà? Có thể tìm một chút to hơn. Cái gì chứng gà là cái chứng gà? Ui ơi, to hơn. Chín rồi này, trong mà chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. À, chắc phải tắm cái này thôi, tắm rồi. Chín rồi, chín rồi, chín rồi. Nóng lắm, nóng lắm. Ô, rất xỉu luôn đấy. Rất thật. Này đi. Trời ơi, chưa có cái gì xinh. Bé. Chưa có cái gì xinh. Bé. Chưa có cái gì xinh. Chưa có cái gì.
Ta ta sẽ chỉ muốn làm cái tiêu hồ. Xem. Chào các chàng trai đi đâu có chị nào luôn. Hai chàng sợ lô cổ nha. Ui ô, chạy chị chị. Thủ con đất khẩu à? Thủ con. Hả? Thủ đất của anh. Hả? Một cái đây chuyển thế nào? Đó, nhìn thấy đấy. Rất là nóng luôn nhá. Sắp ngất xỉu bây giờ rồi nhá. Tầm khoảng 60 đến 70 độ nhá. Đấy. Sắp sôi rồi nhá. Tôm ăn xem có ướp được bị tôm không nhé. Đũa và bát đây mang từ nhà lên nhé. Nước này có thể úp được mì tôm nhá. Mì tôm này ở miền Bắc này rất là đắt tiền đấy, một gói này 8.000 nhá, 8.000 đồng nhá mọi người nhá. Đó, nhưng mà bên trong rất là ít ỏi, chả có cái gì cả, chỉ đắt cái rút xích này thôi. Đây này, quay video vào đây này. Vào đây này. Ngon. Tắm xong lại lại ăn nữa. Rồi. Mình xem nhá. Xài hay không là cứ ăn vào thôi, không biết xài hay không nha các bạn nha. Đó. Đây. Vào đây. Rồi. Cái này úp vào. Chúng ta chờ đợi thời gian nha. Chờ đợi thời gian nha. Xem như thế nào nha. Ok. Xem nha mọi người nha. Ăn được rồi đấy mọi người ơi. Đợi một tí á. Giá 8.000 nha mọi người nhá. 8.000 nha. Chưa cái bằng một gói hảo hảo nhá. Có mặt chi nhỉ. Không hiểu tại sao đắt tiền thế. Bây giờ thì trâu bò cũng giảm giá hết rồi. Gói mì này cũng là của trâu bò ra, họ chỉ áp dụng y tế. Mỡ này rồi là gia vị này là của bò.
bò thôi, nhưng bây giờ đắt quá, nhưng mà tôi bò đang giảm giá nha. Tôi bò thì một con bò cực to thì chỉ tầm 20 triệu thôi, chưa đáng giá. Chọc đây. Lý à? Ra. Lý. Nha. Lên đây. Út mì tôm ăn nha. Nhìn tôi đi. Anh chẳng biết chụp lo. Bác hồ có chụp lo rồi. Ra đi. Ăn đi. Không có được chưa? Để lên được nào thế. Không đi, cứ chơi rồi. Ali ya. Acha. Acha. Ngon này mọi người này, xem này, ngon lắm. Thank you.
Ba, không. Ba. Ba hả? Ba có cái này đi ha. Ba cho ba biết nói chưa hết nha. Ôi, kính chào và tạm biệt mọi người nhá. Nhìn gái xinh ăn rất ngon này mọi người này. Ngon không? Đúng mà. Ôi, chào tạm biệt mọi người nhá. Ai muốn tắm muốn ăn thì vào đây nhá. Goodbye.